Tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 21 tháng 10 năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco dạy giới răn yêu thương mà chúng ta nhận từ Thiên Chúa là ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng phải yêu thương anh em mình. Đồng nghĩa, ở đâu có Thượng Đế thì con người cũng phải ở đó. Là Kitô hữu, ai cũng mến Chúa và yêu người. Có khác chỉ là mức độ và cách thể hiện tình yêu mà thôi. Có thể tôi yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn, nhưng phải làm một Thiên Chúa chiều theo ý tôi, hay làm phép lạ cho tôi, luôn nhận lời tôi cầu xin, xin gì được ấy, luôn gìn giữ, ban bình an và cuộc sống hạnh phúc cho tôi. Một tình yêu như thế không phải là tình yêu Chúa mong muốn. Chúa muốn yêu Ngài phải là thứ tình yêu vô biên, vô điều kiện, một tình yêu chung thủy không lựa chọn. Tôi cũng có thể yêu tha nhân như chính mình, nhưng tha nhân phải thuộc gu hay ý thích của tôi, trong sự sàng lọc của tôi, trong tương quan tốt với tôi, trong hội của tôi, trong gia đình, họ hàng của tôi. Thực sự, Thiên Chúa cần một tình yêu phổ quát, quảng đại, hết mình, bao dung hơn nhiều. Thiên Chúa cần một tình yêu hết mình, nghĩa là đến với Ngài không phải chỉ để thỏa mãn những nhu cầu riêng. Tha nhân cần một tình yêu hết mình, nhưng không phải thứ tình yêu trao đổi, có điều kiện. Yêu và được yêu là nhu cầu của mọi người. Hãy nhớ, đồng đấu nào sẽ được trả bằng đấu ấy. Nên đừng sợ thua, sợ lỗ khi thể hiện một tình yêu đúng nghĩa, một tình yêu như lòng Chúa ước mong. Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất không chết đi, không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình thôi. Và nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà chết đi và thối đi, thì nó sẽ sinh ra nhiều bông hạt. Vạn lạy Chúa, con biết thế, và con muốn con chết đi như hạt lúa mình. Tình thập giá ngày xưa ấy của Thầy Chi Thánh xin thắp lên trong con tim. Thank you.
dường thế mà chết đi vì hiến dâng, thì nó phát sinh ra nhiều hoa quả. Vâng lạy Chúa, con biết hết và con muốn con chết đi như hạt lúa mì. Tình thập dâng ngày xưa ấy của Thầy Chi Thánh xin thắp lên trong con tim con. Này con bước vào dương thế để làm theo ý Cha đã trao khi dâng vũ hoàng. Là con đến con để dâng hiến, dâng chọn thân xác để chết cho anh em con. Vâng lạy Chúa, con biết thế và con muốn con chết đi như hạt lúa mì. Tình thập giá ngày xưa ấy của Thầy Chi Thánh xin thắp lên trong con tim con.